Nó sao đâu, con gọi nội coi, nội coi ở đâu còn sống, con bỏ bỏ con rồi chứ không phải nó nhảm nó sàn. Kêu gì kêu hoài vậy rồi sao? Thì kêu yên tâm, còn đó là yên tâm là được rồi. Là mỗi lần lên cơn nó kêu bà không hả bà? Nó kêu nói bậy bạ, nó cũng không có trúng gì đâu hết trơn. Mà nó đi tiểu được rồi, cái vô nó nằm im vậy thôi, nằm im đó. Rồi giận biết nó liền. Lần với tao chết rồi, lúc tao bệnh tối ngày nằm không được, nó nằm nó kêu nó réo. Còn nó mấy nó đâu có kêu vậy. Mày, tao bệnh hoạn mà mày quậy giết, tao chết mày kêu cha mày á, cha nữa dưới kêu. Nó bà chết rồi con chết rồi, con đi theo, bà chết con chết, tao nói mày còn trẻ mà chết cái gì. Tao tuổi già lớn mà tao bệnh tao phải chết, tao mới mất đi, còn mày còn mới bao nhiêu tuổi rồi mà chết. Nó chết trăm ngàn lần giờ cũng nói y vậy luôn. Còn lại ở đây thiếu gì người mình sĩ này và cha mẹ chơi nó thôi. Chị bà nội. Dạ kính thưa quý ông bà cô chú, hôm nay Trường lại ghé thăm bà ba với hai em Dũng Sĩ. Trường ghé vô buổi sáng nên Sĩ giờ cũng đang đi đi may đây. Ở nhà còn bà với Dũng nữa. Nay Dũng mới 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 bị mù mắt xong phải không Dũng? Đứa nào cũng vậy, nó cũng vậy hả bà? Tối hoài thần kinh nó căng, tay nó cũng đứt đôi, mà mua thuốc trên này cũng thuốc thế là thần kinh giật chứ, rồi não rồi thần kinh rồi trời ơi gung gì thế nào trên này cũng có trơn, ngủ rồi cũng vậy. Lẹt rồi đâu có cứu gì. Nay giờ là đỡ rồi phải không Dũng? Dạ bữa nay đừng mù nữa là hên rồi. Đây để anh gánh mấy chỗ này. Sao Dũng nói sao? Chơi bữa nay nó đựng mù. Để xíu nữa đi 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 uống nước với anh ha. Ừ. À, coi có khỏe hơn không? Ăn bún với thịt gam nha. Hả? Uống nước ăn bún với thịt gam nước ngọt hen. Thôi thôi không có. Được. Không có rồi. Rồi bún nữa hả? Bún thịt gam thứ bữa hả mà anh Thiên Tường mua tên bà Bano á. Bà Bano hả? Bà Bano mà chở hả? Bà Bano hả? Mà cái quán hả? Mà ghé. À, đó. Ờ. Bà Bano mới bệnh, mới đau quá. Bà Bano, ai đó? Đây, thấy khỏe là cũng mừng rồi đó. Ừ. Do cho nó khỏe, đựng mù đuôi, đuôi thổ kêu nó kêu tử tầng 2. Vô không được, không thấy đường, nó quán mắt nặng luôn. Dạ. Ừ. Hôm giờ là bị nặng dữ lắm hả? Ừ. Thì vậy là em đâu có đi chợ được. Ừ. Đâu có mấy tháng đâu có đi, đi ba bắt chết. Mấy tháng nay không có đi. Có thuốc vô không có đi. Ừ, không có đi bậy, ba bắt chết nhốt. Gần thuốc là mới... Rồi dạ thôi, bữa nay Trường cũng làm ghé thăm chút xíu thôi ông bà cô chú. Tại vì xíu Trường còn đi làm á. Thì bữa nay là có... Trường có nhận được một số tiền của một vị mạnh thường quân, đó là 3 triệu đồng, trong đó là chị Phượng ở bên nước Mỹ là 2.300.000, và thầy, một sư thầy ở trên Đà Lạt, thầy Di Tiến 700.000 là chẳng 3 triệu, thì Trường đưa cho bà ba 1 triệu, thì 2 triệu Trường đưa cho Sĩ, đó. Thì giờ đưa 1 triệu trước cho bà ba đi. Bà có tiền để bà dành túi cho bà ha. Ừ. Thôi thì ba cũng cảm ơn Trường, cũng giờ giúp với mấy cô đó với thầy. Thôi giờ có lòng thành thương. Dạ. Thôi cũng giúp cho gia đình hoạn nạn bệnh, trong lúc bệnh hoạn thì cũng có gì hơn. Thôi giờ cũng xin cảm ơn. Dạ. À, Trường cũng thay mặt bà ba, hai em Dũng Sĩ cảm ơn sư thầy cũng như chị Phượng ở bên nước Mỹ rất là nhiều. Sau khi xem được clip mà Sĩ đi qua nhà Trường chơi á, thì trong cái buổi mà cho cơm từ thiện ở bên Bến Tre, sau đó thì Sĩ ghé nhà Trường chơi, thì sư thầy cũng gửi lời động viên Sĩ và khen Sĩ là nay ngoan,
trắng trẻo đẹp trai. Cảm ơn sư thầy rất là nhiều, cũng như là vị mạnh thường quân ở bên nước Mỹ đã có một món quà cho bà ba ha. Thì hổm giờ cũng mua thuốc mua thang rồi hết hả bà ba? Rồi nó có dũng vậy chứ tốn tiền. Thì thường đó, cho mượn nho nhặn chút á. Không, mình không có gì. Nó đang quay đó. Đang quay mình làm gì ạ? Anh đang quay rồi. Quay chút đi. Ừ. Anh sĩ anh Dũng thì nó bệnh tây nguyên, thuốc tây nguyên mua dưới không, rồi thấp mua đây, còn Dũng vậy chứ. Anh sĩ thì sáng nay nó khỏe rồi, nó cũng đi làm được chút tiền cũng đỡ, rồi cái nào giúp cho nó đi mừng cũng được, có đồng tiền. Dạ. Yeah. Nó xài cái này kia. Còn gốc lại là Dũng nó bệnh nặng, nó bị thuốc tây nguyên vậy. Dạ. Yeah. Chứ không có tiếp luôn anh Xuân Tờ. Không có thuốc làm sao chịu nổi. Gắn bữa cơm cũng không được nữa. Gắn để ăn bữa cơm cũng không được hả? Khổ vậy. Bệnh vậy là ăn cơm không được luôn, tới tỉnh mới ăn cơm. Bị là bị mấy ngày? Một đêm, một ngày, một đêm nữa tỉnh. Cái khổ không bà con chú? Một đêm sang tắng tỉnh. Dũng là cứ hay gọi là bị mù mắt đâu mà cô chú, là cứ bị hoài cái tới làm vậy đó. Ừ. Nó bị cái thần kinh nó, rồi dạ. Giờ nó lên hoài vậy, rồi thuốc trị. Rồi mỗi lần mà bị mù mắt vậy là trong người bị sao nữa Dũng? Thì nó vậy chứ không bị gì. Nhức đầu. Là chỉ có nhức đầu thôi. Nhức đầu. Nhức đầu nó hơi căng đau một chút. Rồi con mắt nó bị mù. Ừ. Đái không được. Đái thì nó không ra tận giật gân. Mắt tận trắng lúc nào. Rồi lúc đó là chỉ có nằm rồi trông men lại thôi hả? Tầm anh nhưng mà bữa hổm nó tận rồi, lúc nữa chút nữa té kinh té đè chết treo. Dạ. Tận bận đi đái vậy á, mà đái vậy không ra, mà đái vậy hoài luôn à. Trời ơi. Ừ. Lâu lắm rồi em mới bị giật vậy phải không? Ừ. Chỉ có bị mù mắt thôi chứ lâu rồi đâu có bị giật đâu. Ừ. Bị Dũng bị cái vụ mà bị tận mắt bị giật không bà con chú, là lâu lắm rồi mà không có bị tái, nay bị tái lại là chắc là cũng nặng dữ lắm rồi đó. Ừ. Hay là xuống bệnh viện em điều trị thời gian Dũng? Rồi điều trị bỏ nội nữa, sợ lắm không dám. Sao vậy? Thôi. Nội trên này có sĩ lo rồi. Thôi. Sao? Thôi. Sao thôi? Thôi đi. Mà lý do sao? Thôi đi, nó không hết rồi, điều trị về nó ở với bệnh viện nó chơi luôn mà, nó quất tận trắng tận giật luôn mà. Bệnh viện làm không lại luôn mà. Đâu thua đâu có làm gì được đâu, xuống bệnh viện. Mà xuống không thì xuống khám rồi lấy thuốc mới đi. Để lấy thuốc mới là lấy hoài chứ gì, đổi thuốc hoài chứ gì. Giờ đổi thuốc đi, coi có đỡ không. Mai mốt đã thuốc. Đổi thuốc rồi là anh lên chở xuống ha. Anh chở đi ha. Chở đi với nội ha. Thôi đi nội đi cực. Có anh chở đi rồi thôi nổi đi chứ. Đi về hả ở? Đi về. Ừ. Đi xuống khám rồi coi bác sĩ nói sao. Được không? Bữa nào cái anh nghỉ làm, xin nghỉ làm được á. Ừ. Hay là cuối tuần này đi. Ừ. Được không? Tới nay là mua không? Hả? Được không? Mua không mua. Chứ em uống thuốc mua ở ngoài chợ thì nó càng ngày nó càng nặng chứ nó đâu có bớt đâu. Ừ. Xuống coi người ta coi cái mức độ tới đâu. Rồi nếu mà nhập viện thì chịu khó nhập viện nửa tháng được không? Hả? Hay là lo cho nội thì không có nở đi? Thôi lo cho nội không nở đi. Đi là ba mừng nội không dẫn về chết luôn á. Về chứ rồi anh, rồi anh Sơn Tờ không dẫn về chết luôn. Không về chứ ở dưới thì tiền đâu trả. Một tháng ở dưới em biết hết nhiêu không? Nhiều. Phải 4-5 triệu đó. Ừ. Tiền đâu mịt mù luôn á. Mịt mù luôn, tiền đâu trả. Ừ. Cũng phải đưa về à. Nên là yên tâm đi, bữa nào đi khám bữa đi. Ha. Có cần ai đi cùng không? Cần nội. Đi với nội vui lắm, mở hãm có anh Trần Tường nội nữa. Với bệnh viện Tâm Thành á. Bữa nào? Bữa lâu rồi em. Lâu rồi, mịt mù. Xa. Ừ. Về còn uống nước nữa. Đợt có anh Linh. Ừ. Rồi đợt này có cần anh Linh đi cùng không? Anh Linh đi luôn. À, anh Sang hả? Ừ, anh Sang luôn. Rồi anh Linh Sang luôn ha. Ừ. Được. Đi xong rồi về uống cà phê cà pháo xong rồi hẳn về. Ừ. Thế vậy chứ Dũng bị
Dũng bị bệnh này nó lâu năm quá rồi mà kiểu thuốc phải khám ở bệnh viện, người ta uống theo đơn thuốc ở bệnh viện mới được. Chứ giờ tối ngày Dũng uống thuốc mua ngoài không à. Nên là không có thấy bớt gì hết trơn đâu mà cô chú. Nó càng ngày càng bị nặng. Bữa nào đi khám, bữa nào anh đi, anh lấy cái tiền họ mua xe cho Sĩ còn dư á, anh dẫn em đi nha. Khám dịch vụ đi, khỏi làm bảo hiểm đi, mất công. Mà bảo hiểm mỗi lần mà có điện thoại nó mới ấy được. Sáng Dũng ăn sáng chưa? Ăn sáng rồi. Sáng ăn gì? Ăn cơm với thịt gà kho khóm. Thịt gà kho khóm. Ừ. Lạ quá vậy, món gì? Nói làm. Dạ. Ngon ba cháy chết không? Ngon ba cháy chết luôn. Quất được mấy tô? 2-3 tô. Dữ vậy? Ủa anh vậy rồi giờ còn rủ anh đi ăn bún nữa rồi ăn gì nổi Dũng? À, uống nước thôi. Hả? Uống nước thôi. Chắc đi uống nước thôi chứ. Ừ. Uống nước xong rồi mình ghé chỗ Sĩ một xíu. Ghé không? Mà có biết nhà ở đâu đâu mà ghé. Chạy ra mình thấy Sĩ mai. Ở gần đây nè, ở ngoài cầu nè. Bên ngoài cầu. Dũng ra gì? Lộn, Sĩ đi làm gần lắm không bà cô chú? Xẹt lên đây chút xíu tới rồi. Khoảng tầm 2 cây số hả bà? Có biết đâu rồi bà, có nước chỗ mới. Dạ. Ở bên ngoài. Cái đó. Cũng gần xịt ra. Cây máy. Nó ngoài xong mới đi lên. Làm gì mà nhìn anh lâm lâm vậy Dũng? Lạ lắm hả? Không lạ. Sao hôm nay thấy anh, sao anh mới cạo râu cắt tóc ngày hôm qua nè? Cô râu cắt tóc đẹp mà để râu cắt tóc cũng đẹp. Anh để râu cũng đẹp mà cạo để đẹp. Tóc cũng đẹp, để râu cũng đẹp. Dạ. Nó lộn. Rồi sao em không có cạo râu đi, để râu có mấy ngoe vậy? Râu mấy ngoe vậy mới đẹp, ra nhiều râu nữa mà Dũng làm rụng hết trơn à. Sao rụng? Em nhỏ hay gì? Dũng chà, Dũng quết á. Sao quết? Ừ. Để cho nó ra nhiều xíu, có lên. Dạ, có dáng hiền. Để cho nó có dáng. Ừ. Nhưng mà sao kỳ vậy? Sao mà con gái mà để râu kỳ vậy Dũng? Hả? Không có đi hết tóc. Sao kỳ vậy? Nói nghe coi. Em thấy... Để râu giống nội. Giống nội bên phụ nữ. Bà nội đâu có đâu. Bà nội đâu có đâu. Ta kêu ông Sĩ về đây chút đi. Chị bà? Tôi đang mai mà về. Tôi đang mai, tôi nghĩ chút về lên có chuyện gì đang mai, giữ một chút mai đó. Để làm gì bà? Về đây từ muốn nói gì đó. À, thôi cho tiền để con ấy. Không sao đâu bà. Con đi làm con ghé ngang con chạy, tạt vô xíu. Đàn bà con gái là không có để râu nha Dũng. Ừ. Cạo đi. Thôi. Dũng không bắt anh Sơn Tường cạo, anh Sơn Tường không cạo râu hất tóc Dũng à. Anh cạo nè, anh cạo rồi. Không có bắt đâu, yên tâm đi, đừng cạo râu Dũng nha. Rồi đừng cạo râu, cắt tóc Dũng. Rồi, cũng không cắt tóc luôn. Ừ. Hay là cắt đi. Thấy tóc bạc nhiều rồi hiền. Ừ, tóc bạc nhiều quá rồi. Nhiều dữ không? Nhiều, hai bên nhiều lắm rồi, trắng nhiều lắm rồi nè, để nhổ cho nè. Nhổ đi, nhổ hết đi. Nhổ hết chứ nè, nhổ hết đi. Nhiều lắm, nhổ hết giờ cạo cái đầu luôn chứ nhổ hết gì. Nè. Nè. Ừ. Trời ơi. Nhổ nữa đi. Giờ chát luôn rồi. Già lắm rồi ông ơi. Còn câu nào nữa hơn, nhổ nữa đi. Nguyên cả đầu luôn. Chị thua rồi. Sao mà mau dài dữ vậy không biết nữa. Ừ. Lâu quá rồi trời mà. Lâu quá trời không già sao được. Nhiêu tuổi mà già dữ vậy Dũng? Thì tẻ tuổi rồi, lớn tuổi gì nó không già. Tẻ. Rồi sao không có lấy chồng đi, ế giờ. Hả? Nhiêu tuổi đây là người ta có con rồi, giờ em chưa lấy chồng nữa là sao? Giờ đi kiếm chồng cho anh nha. Hả? Đi không? Kiếm anh chàng nào cũng giống như. Giờ muốn lấy chồng sao, nói anh Trần đi kiếm cho. Chứ già quá rồi, tóc bạc hết trơn rồi.
nè, rửa nè. Dũng, chó đi. Rồi, 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 rồi khi nào lấy chồng nói cho anh nghe. Giờ anh chở em lên xưởng bay Linh rồi coi kiếm được ai kiếm nha. Hả? Dũng. Thấy chưa? Ừ. Còn câu nào nữa quất luôn đi. Nhóc luôn. Quất hết luôn đi. Quất tóc bạc hết luôn đi. Nhiều lắm, giờ nhỏ không sẽ đâu. Để khi nào ngồi thông thả đi nhổ. Ừ. Xíu nữa ra ngồi uống nước rồi anh nhổ cho em. Ừ. Nhiều quá rồi giờ nhổ gì sẽ. Ôi nhổ gì để hết bỏ. Ông chỉ trả đi hết hết luôn. Hết bỏ hay là để anh Trường nhổ? Hết. Nhổ với hết bỏ. Hết hết. Nhổ ha. Nhổ đi bữa nào hết. Không có. Thì thật lại. Chứ giờ hết mất lời bài hát. Ờ rồi. Ok ok ok. Karaoke tánh lực nó mất đi luôn. Ừ. Mất sạch rồi uống ác nha. Chứ sao. Ừ. Rồi nhắc tí nha, anh nhớ mình để nha. Ừ. Để gần Tết mình mới cắt. Ừ. Gần Tết mình cắt xong rồi mình ăn Tết luôn. Đúng không? Rồi cái này ra nữa có nhạc ha. Ừ, chờ nó giờ để đi. Chứ giờ mà cắt một cái là mất tiêu bản nhạc. Mất tiêu bản nhạc và có nhạc ra lại và không có nhạc. Mỗi lần mà cắt tóc Dũng là Dũng bị tắt tiếng, không có ca được đó mà có chứ. Ừ. Khổ lắm. Rồi thôi, hay là gội đầu một cái đấy thì cho nó sạch, thì để xíu anh nhổ cho. Phải gội mới được. Ừ. Gội không? Thôi đừng nhổ nó kệ hơi đâu mà nhổ để hết. Nhiều lắm. Để nhổ hết. không hết được đâu Dũng. Không hết đâu mà nhổ. Mình con cha không ca không được. Ba mừng bạc hết tên rồi, nội con bạc đây nè, sĩ bông con bạc nè. Sĩ bông vậy mà bạc đó. Sĩ bông là ít ít. Kìa, y uống rồi quá. Ừ. Ê, coi Dũng á. Dũng. Nè. Sĩ ít tuổi hơn em mà sao bạc nhiều quá ha. Bạc nhóc luôn. Ừ. Lúc bệnh nó đứng sáng đêm mà có ngày. Không, xíu nữa ra ngoài quán nước á, em ngồi em coi. Rồi. Ok không? Ừ. Chỉ cần vậy thôi chứ đòi gì nữa. Ừ. Đúng không? Ừ. Xíu ra cho em mượn em coi chút xíu. Ừ. Rồi anh ngồi anh làm. Ừ. Cái đói đói bụng xíu cái ghé chỗ cầu số 2 đó ăn trưa. Ừ. Xong trở về. Ok. Ừ. Sướng thì chứ ha. Ừ. Đái cái mới được nè. Đái nữa hả? Đái kìa. Rớt gì? Cái đồ đái để cho lấy ra. Rồi đái. Lấy ra. Ừ, đái đi đái thì biết đái lẻ đi kiểu đái trong quần vậy đó. Rồi thôi, Trường xin cảm ơn thầy cũng như quý mạnh thường quân rất là nhiều đã có chút quà cho bà ha. Thì xíu nữa Trường sẽ lên gặp em sĩ thì sẽ trao thêm 2 triệu cho em sĩ để em sĩ trang trải trong nhà, tiền điện tiền nước tiền ga gì đó. Tính quay cái máy giặt của sĩ mà sĩ đi làm khóa cửa rồi. Chùm chìa khóa là giữ hết trơn luôn hả bà? Ba con cảm ơn Trường cái gì với... Dạ, không có gì đâu bà ơi. Ba mấy cảm cô, ơn con hoài. Mấy cô trên bên Mỹ với thầy thôi giờ giúp cho em cháu trong lúc nó bận nào. Tại vì nó gặp cái chuyện bất hạnh rồi đó, mẹ không có mặn Dũng giờ nó rất bệnh nặng, giờ cũng trị. Già rồi cũng biết bao nhiêu tiền mà nó có bao nhiêu con dứt cũng còn đồng nào. Thậm chí lương nó có bao nhiêu lấy tới rút tiền của bà mà trị bệnh cho nó đi mua thuốc. Thôi bây giờ nó vậy rồi, bác sĩ cũng có nói nó cái thần kinh nó liệt rồi và nó hồi dày hồi khác, nó đâu phải người như mình nữa. Nó đi đái không được rồi, nó nói xàm nó mã nó đi được rồi, nó nằm em không phải nó xàm đâu, con gọi nội coi nội coi ở đâu còn sống thì con bỏ con rồi chứ không phải nó nhảm nó xàm. Mà kêu gì kêu hoài vậy rồi sao? Thì kêu yên tâm, còn đó là yên tâm là được rồi. Là mỗi lần lên cơn là kêu bà không hả bà? Ừ. Nó kêu nói bậy, nói cũng không có trúng vô đâu hết trơn. Rồi nó đi tiểu được rồi, cái vô nó nằm em, nếu thôi nằm em đó. Rồi bà giận biết nó này. Làm với tao chết giờ lúc tao bệnh tối ngày nằm không được, nó nằm nó kêu nó réo. Còn nó mấy nó đâu có kêu vậy. Mày
tao bệnh hoạn mà mày quậy ghét, tao chết mày kêu cha mày á, cha nữa dưới kêu. Nó nói, bà chết rồi con chết rồi, con đi theo, bà chết con chết. Tao nói mày còn trẻ mà chết cái gì, tao tuổi già lớn mà tao bệnh tao phải chết, tao mới mất đi, còn mày còn mới bao nhiêu tuổi rồi mà chết. Nó chết trăm ngàn lần giờ cũng nói y vậy luôn. Còn ở đây thiếu gì người, thằng sĩ này rồi cha mẹ chơi nó thôi. Chịu bà nội. Con nhỏ mà chết thì được, bây giờ ráng uống thuốc củng cố không bất mãn. Uống được ngày nào nó đỡ nó bớt ngày nấy cho nó nhẹ. Cái đầu nhức tối ngày sáng đêm như ai quánh đập ở trên. Quánh cái gì sao không quánh, bị quánh trên đầu không mà không bị. Trời ơi, tài mới chứng chứ mà bà nội chết mà Dũng sống đó là tài phạt đâu chứng. Cái con nhỏ không có chết được, chết vậy bị tội chết đi. Chết chưa có đúng tội, chưa đúng người, chưa đúng tuổi là bị hành cái hồn, bị khảo tra, đốt. Đốt lửa nấu dầu đó, có cuốn kinh đó nghe, đâu phải mình muốn chết mà chết. Còn người ta già người ta phải chết thôi. Mà già giờ nằm hoàng què hoặc bò lết mà cũng tới giờ mới chết chứ cũng không có chết được. Người ta nằm 2-3 năm nay ta ăn ống không rồi mà còn chưa chết rồi. Đâu phải muốn chết mà chết được. Không có dễ đâu, đừng nói bậy bạ. Thiếu gì người bệnh như vậy, người ta cũng cố gắng để sống chứ nói vậy mình bệnh mình bất mãn rồi nói bệnh quá chết cho rồi đâu được. Tuổi còn trẻ mới nhiêu đâu, Tết này mới 35 tuổi chứ gì đó mà kể như nửa đời người đó. Hồi đó nó lớn lên nó cũng không, nó con nó nhà nghèo đói khát mà ăn cũng xuyên dưỡng. Rồi bà cũng cho nó đi học. Hồi đó là học đâu có như lớp gửi giờ, tới tuổi mới vô học lớp 1. Rồi bà cũng đưa cho đi học. Hai đứa dẫn cái đường này nó có lỗ đá đỏ mà kinh có chút chéo. Dẫn lên cái đó rửa giò đưa đi học. Mừng cái xanh cái đồ mới vô học. Rồi học cái nó cũng học. Nó cũng bệnh thì mình cũng chạy nó rồi. Học tới lên lớp 5 rồi. Chứ nó đòi nghỉ cái trong nhà trường học người ta cũng hỗ trợ, người ta cũng giúp cho cái này cái kia chứ đâu phải ta thấy trẻ mồ côi người ta bỏ. Cái đòi nghỉ chuẩn bị lên lớp 5 rồi nghỉ mấy ông thầy giáo chạy lại đây mới nói. Mấy ông giáo viên rồi nói chị cho nó học đi tao cũng hỗ trợ chứ ai bỏ đâu chứ sợ tới nói này không phải tôi. Tại nó tại sao mà nó đòi nghĩ về cái ông thầy ông giảng ông ở ấp Tân Hiệp ông cũng chết rồi ông hiệu trưởng. Để cho nó học gì gì nó qua lớp 5 nó nghĩ nó có qua lớp 5 nó có tiếng tới tiếng Anh rồi. Đó vậy rồi. Đó bắt đầu nghĩ bẻ trẻ nghĩ rồi cái bắt đầu bệnh rồi. Bệnh luôn mới đầu cũng đâu đó. Sao kỳ cục đi ra bờ bụi rồi ngồi ở dưới bụi ở dưới ngồi dưới. Cái sao chạy sẵn lên cô Tư nữa. Chứ hồi đó giờ nó không có đi đâu trơn. Nó vậy rồi thôi biết nó bệnh rồi có lo đi đi bác sĩ không à. Trị cho nó. Trị ghét cái đi ra lại. Đi mới so hồi đó bà còn trẻ. Trị cái về. Thuốc uống dập dồn. Cái về vô xã. Trạm y tế nó coi nó bà ba thằng cháu bà thằng Dũng á nó giờ nó bị thần kinh rồi. Bác sĩ để trong giấy tại bà không có dốt bà không coi không có nói dốt tại bà không biết nó có biết gì đâu. Thần kinh này kể như cũng nặng lắm đó bà ba. Cái ông nó giờ không còn sống nữa. Rồi nó là bệnh luôn tới này. Rồi tới bệnh nặng lên rồi nó muốn đi đâu nó đi mấy năm sau nó đi cùng trời nó đi nó về nó đi về. Đi bằng đêm hôm ngủ ngoài bờ ngoài bụi ở ngoài đường ngoài xá lên nhà cậu nó không có vô nhà được tối phá cửa ngồi ngoài sàn nước mà tới sáng nó lên nhà dì nó dì quật nó mới có 3-4 giờ người ta dậy người ta mai giỏ sách nói trời ơi mày đâu giờ Dũng
Mình đi nhà bà nội bà lo bà chết, cũng chết thì mày. Đi về đi, thì đi về. Nó muốn đi đi mà nó đi rồi nó về. Thế nó kêu bằng gian năng đó. Còn đi lên nó hằng mừng chạy kiếm, chạy xe đạp, đường chạy xe đạp. Còn nó đi về đường đồng đâu có xe đạp. Nó về cái kinh sáng người ta mới múc cũng nhỏ nhỏ như kinh này. Mới múc nó sâu rồi nó lỡ nó sụp má. Mà cũng còn trời thương nó với mẹ nó không mộ. Không có chết, sâu. Múc ra ngoài lỗ bốt. Nên nó đầu cổ đất sét không lội ngang xong nó về cho mừng lên kiếm mấy cậu thôi nó không có trở. Nó về. Về ra bà cũng đi gì được, bà lên trên chỗ đầu lỗ rồi bà đứng bà đón. Gặp người quen mấy người ở xóm đấy. Tôi mới thấy nó về đây nè. Mà tôi kêu nó về cái bà đi kiếm mà chết đi. Nó không về nó chạy một cái rẹt nó đi trở ra ngoài nữa rồi. Con coi hỏi trời ơi Dũng này nó cũng biết bao nhiêu lần. Rồi sau tự nó đi. Đi xuống bệnh viện là mấy năm sau bệnh dữ dằn. Đi xuống bệnh viện đi bộ. Cũng không được 100%, 50%. Cũng như con người nó mất trí bây giờ nó không có nhớ. Hát cái câu nào nó nhớ thì nó nói, còn không nhớ thôi. Nó nói cái cũng không có được cái 50 thì đâu có được bao nhiêu. Trời ơi, giờ sắp mù nữa rồi. Sắp mù đuôi rồi. Trời ơi, khổ. Mù đuôi nữa rồi anh Sơn Trường. Mấy bữa trước á. Buồn ngủ mà là mù đuôi kia. Nhưng mắt buồn ngủ á, không có phải buồn ngủ mà mắt đuôi. Như lời nói nãy giờ đó. Vậy thôi tạm biệt khán giả thì để mình đi uống nước. Nói đi. Tạm biệt khán giả. Thôi không có, thôi giờ nói một câu đi giờ. Cảm ơn anh Sơn Trường Tường. Rồi ai nữa, ở đâu bên Mỹ ai nữa, giờ cho tiền đó. Nói đi. Em nói chung cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, cảm ơn quý thầy đi. Nói vậy. Cảm ơn Mạnh Thường Quân với thầy. Em rất biết ơn em bệnh hoạn cũng có giúp cho em được số tiền để đi lấy thuốc men. Mà nội giờ bà già bà cũng đâu có đồng lương bao nhiêu. Cảm ơn quý thầy Mạnh Thường Quân giúp cho con lấy thuốc uống hết bệnh.